Các bạn này mình giới thiệu các bạn sản phẩm, đó chính là máy thái thịt tự động. Với mẫu thái thịt tự động này thì các bạn có thể thái tự động nha, tự động thái nha. Đây là lưỡi dao thái và đây là cái điều chỉnh ta cho cái bàn cà vào đây. Đây điều chỉnh độ dài này, dài ngắn này. Đây, các bạn chỉnh ở đây này. Khóa này. Đấy, cái khuôn này. Đây điều chỉnh độ dày mỏng này, ta vặn cái cục này để điều chỉnh độ dày mỏng này. Từ 0,5 ly đến 6 ly nhá. Đấy. Còn đây là công tắc điều chỉnh này. Đấy, công tắc này, dao thái dao này. Công tắc đấy này. Đấy, nó sẽ tự động nhá. Hai công tắc này công tắc tự động này. Đấy, thái tự động cho các bạn. Đấy. Đấy. Máy thái thịt tự động. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0904431093442. Website sở máy thanhhoa.com, địa chỉ là 146 Nguyễn Trãi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.